tạp chí Hi-Fi TV rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. The Dragonfly Duck của AudioQuest không còn là một cái tên quá xa lạ đối với giới audiophile chuyên về nhạc số. Năm 2012, chiếc Dragonfly Duck V 1.0 xuất hiện dưới dạng một chiếc USB nhỏ bé đã gây ngạc nhiên cho rất nhiều người. Sau đó, mọi phản ứng nghi ngờ có, trầm trồ cũng có, để rồi tất cả đã trở thành dĩ vãng khi Dragonfly giành được nhiều danh hiệu danh giá. Qua 5 năm có mặt trên thị trường, AudioQuest đã cho ra mắt thế hệ thứ 3 bao gồm Dragonfly Black và Dragonfly Red V 1.0 có nhiều cải tiến để phù hợp với từng nhu cầu của người sử dụng. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua về cặp đôi chuôn chuôn đỏ đen của AudioQuest cũng như những cách sử dụng mà chiếc USB DAC tí hon này mang lại. Có thể thấy, với sự tiện lợi, không có gì ngạc nhiên khi vài năm qua, đây vẫn là một trong số những sản phẩm được các tạp chí âm thanh có uy tín khuyến khích sử dụng. Dragonfly Black hay còn gọi là Dragonfly phiên bản 1.5 và Dragonfly Red là bộ đôi USB DAC được AudioQuest chính thức cho ra mắt vào năm 2016. Với kích cỡ nhỏ gọn của một chiếc USB, Dragonfly kết nối được với các thiết bị nguồn quen thuộc từ kỹ thuật số như điện thoại, tablet, máy tính, TV cho đến các thiết bị analog như âm ly, headphone hay loa tích hợp nhờ vào cổng đầu ra 3.5mm. Để đảm bảo chất lượng âm thanh sinh động và tự nhiên, khả năng lọc nhiễu ồn đồng thời tiêu thụ nguồn điện thấp nhất có thể, Dragonfly Black đã thay thế vi xử lý Texas Instruments TAS-1020B, chip DAC ESS90232-24-bit của Dragonfly V1.2 bằng microchip PIC32MX470 và ESS90103-2-bit, xử lý các file âm thanh có độ phân giải lên tới 24 bit trên 96 kHz, ngang ngửa với chuẩn âm thanh dành cho các đĩa SACD chất lượng cao. Cũng giống như Dragonfly Black, Dragonfly Red sử dụng vi xử lý microchip PIC32MX470 để đảm bảo tiêu thụ điện ít. Thế nhưng, chip DAC của Dragonfly Red lại là ESS90163-2-bit cho chất lượng trình diễn hơn hẳn phiên bản ESS90103-2-bit. Chất lượng tối đa của file âm thanh mà Dragonfly Red có thể xử lý cũng là 24 bit trên 96 kHz. Có thể thấy, mục tiêu của Dragonfly khá đơn giản, có thể hoạt động với càng nhiều thiết bị càng tốt. Với độ phân giải này, thiết bị có thể tương thích hoàn toàn với PC mà không cần phải tải thêm bất cứ driver nào khác. Nhưng cũng vì vậy mà người dùng nên cân nhắc nếu như thư viện nhạc của họ toàn những file với độ phân giải cao hơn. Mặc dù vẫn có thể chơi được các file âm thanh có chất lượng cực cao với USB DAC Dragonfly, người dùng phải chấp nhận giảm tần số mẫu của các file nhạc để có thể tương thích với DAC. AudioQuest gọi Dragonfly là USB DAC kiêm preamp và headamp là có lý do của họ. Với công nghệ Analog Volume Control ở Dragonfly Black, Beat Perfect Digital Volume Control 64-bit ở Dragonfly Red, người dùng có thể phát huy hoàn toàn hai chức năng sau cùng. Với cách sử dụng là USB DAC, người dùng có thể kết nối Dragonfly với máy tính hay điện thoại. Phương thức kết nối rất đơn giản, chỉ cần cắm Dragonfly vào cổng USB của thiết bị nguồn phát, sau đó nối với hệ thống âm thanh, có thể là preamp hoặc âm ly tích hợp nhờ dây 3.5mm sang RCA. Nếu sử dụng PC, sau khi kết nối, người dùng sẽ vào trong phần cài đặt của thiết bị để lựa chọn output là AudioQuest Dragonfly. Chú ý rằng, không giống như USB lọc nhiễu Jitterbug, mục đích của Dragonfly vốn là để phát tín hiệu ra các thiết bị chơi nhạc bên ngoài như headphone, loa ngoài của máy tính hay các hệ thống audio hay video hoàn chỉnh. Do đó, Dragonfly không có tác dụng tăng chất lượng âm thanh đối với loa tích hợp bên trong PC, người dùng bắt buộc phải kết nối máy tính với một thiết bị bên ngoài. Vì có thể thay thế cho preamp, nên Dragonfly còn hấp dẫn nhờ khả năng nối trực tiếp với power amp của hệ thống âm thanh. Để làm điều đó, người dùng sẽ kết nối DAC với thiết bị nguồn thông qua cổng USB, sau đó nối với power amp thông qua dây 3.5mm sang RCA. Việc kết nối rất đơn giản, vấn đề cuối cùng chỉ là chỉnh âm lượng cho thiết bị. Khi sử dụng Dragonfly với vai trò là preamp hoặc headamp, thiết bị sẽ ở chế độ variable output. Khi ấy, người sử dụng có thể chỉnh volume thông quá trình phát nhạc của thiết bị trước, sau đó chỉnh âm lượng của thiết bị lên 25% rồi tăng dần dần để đạt được mức âm lượng mà mình mong muốn. Đối với vai trò là USB DAC của thiết bị nguồn, Dragonfly sẽ hoạt động ở chế độ fixed output. Lúc này, Analog Volume Control ở Dragonfly Black và Beat Perfect Digital Volume Control 64-bit ở Dragonfly Red sẽ không hoạt động. Thay vào đó, người dùng chỉnh âm lượng thông qua chiết áp ở trên preamp hoặc âm ly tích hợp. Có thể thấy, USB DAC Dragonfly là một thiết bị cực kỳ tiện lợi do có thể đóng vai trò của ba công cụ DAC, preamp và headamp.
Điểm cộng lớn nhất của Dragon chính là sự nhỏ gọn, dễ sử dụng cũng như khả năng tương thích với nhiều thiết bị đầu vào và đầu ra khác nhau, phù hợp với phong cách sống hiện đại, ưa chuộng sự nhỏ gọn và thuận tiện. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi tìm hiểu qua về cặp đôi Dragonfly của AudioQuest cũng như những cách sử dụng mà chiếc USB đắt tí hon này mang lại. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số tiếp theo của tạp chí Hi-Fi TV.